Hello cả nhà, hôm nay sinh nhật của ông anh. Là anh tính cano à, kiểu anh tính cano nha. Anh thích cano lắm. Cái mình úp heo quay nè, cái này heo quay là heo gừng là 40 ký, quay còn 3 mấy ký á. Cái nhà thấy thì nó giòn dai nè. Cái này mình úp cái nghe, còn là bộ lòng của heo gừng nè, lòng heo gừng nè. Còn những cái món hôm nay là có món hôm nay còn có là tôm càng bự gì nè ha, là tôm càng bự ha, một người một con, hào mọi người 2 con 3 con, tổng cộng là 60 người nha. Mà con heo quay này của mình sẽ làm bánh hỏi ha, còn lẩu thái nè, và miếng gà xào tôm hải sản đó nè, nó rất là đặc biệt không à, những món đặc biệt nè. Đấy anh đi lên đó, chút xíu mình sẽ hôm nay làm. Ủa cái hành ngò mới để xin ta. Đứng đây. Đây người kia đó. Quay đi bi. Quay đi bi đẹp đi bi. Giao hiếm lắm nha. Dạ. Giao trồng nhà đó cả nhà. Còn diễn hết rồi không? Dạ. Ở nhà trồng á. Ở phía sau còn rau. Không, rau đó không ok. Rồi còn diễn đủ rồi đó. Anh cứ sắp đi. Tao găm nhà luôn nè. Vì tao hù qua. Tao găm nhà chồng nè. Nè, ở sau hè nè cái nè. Quá trời luôn nè. Đó. Tao hàng nhà chồng luôn á nha. Còn một con heo quay nè, chút xíu. Mình sẽ chặt ra. Mình sẽ làm bánh hỏi. Mình sẽ làm bánh hỏi. Cái lòng heo rất ngon nè. Cái mình luộc đó nha, luộc gừng xả này kia đó, cái này nè, chấm nước mắm này, ăn mắm tỏi nha, ăn rất là ngon luôn. Chút xíu mình chặt ra cho mấy ông này nhậu. Còn ngoài kia rồi đi qua ngoài kia đây, nếu quay công cảnh sinh nhật kia thì là xong. Lát quá gì nè, cái bấm đi luôn cái là xong. Thank you.